Các nhà nghiên cứu bảo mật đã tiết lộ một loạt các lỗ hổng bảo mật mà họ cho là có thể tiếp tay cho các tin tặc lấy cắp thông tin nhạy cảm từ hầu hết các thiết bị máy tính hiện đại có chứa con chip của các hãng như Intel, Advanced Micro Devices và ARM Holdings. Các nhà nghiên cứu dự án Google Project Zero của công ty Alphabet kết hợp với các nhà nghiên cứu học thuật và công nghiệp từ nhiều quốc gia đã khám phá ra hai sai sót. Sai sót đầu tiên còn được gọi là Meltdown, ảnh hưởng đến các chip Intel, cho phép tin tặc đọc bộ nhớ máy tính và ăn cắp mật khẩu. Sai sót thứ hai được gọi là Spectre, ảnh hưởng đến các con chip của Intel, AMD và ARM, cho phép các hacker có thể lừa bằng các ứng dụng miễn phí không lỗi để đánh cắp thông tin. Hãng Intel và ARM khẳng định rằng vấn đề không phải là lỗ hổng thiết kế, nhưng yêu cầu người dùng tải bản vá và cập nhật hệ điều hành để khắc phục. Các nhà nghiên cứu cho biết Apple và Microsoft đã có bản vá cho người dùng máy tính để bàn bị ảnh hưởng bởi Meltdown. Microsoft từ chối bình luận và Apple chưa hồi đáp yêu cầu bình luận.